Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập của bài số 6 giới thiệu về liên kết hóa học. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ và mô tả quá trình tạo thành liên kết trong phân tử sodium oxide ở hình B. Bên này giúp cho chúng ta vẽ cái liên kết trong phân tử. Đây là hình mô phỏng của phân tử sodium oxide, gồm có hai nguyên tử natri kết hợp với một nguyên tử oxy. Đây là liên kết gì các em? Đây là liên kết ion. Mà muốn vẽ được hình thì các em phải vẽ các lớp. Và đặc biệt là chúng ta phải vẽ cái số electron ở lớp ngoài cùng. Vậy thì chúng ta phải xem lại bảng tuần hoàn, xem thử natri và oxy nó thuộc chu kỳ mấy để chúng ta vẽ mấy lớp và thuộc nhóm nào để chúng ta biết là ở lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron. Bây giờ trước hết chúng ta lật bảng tuần hoàn và chúng ta quan sát lại. Natri ở chu kỳ 3 cho nên có 3 lớp electron thuộc nhóm 1A cho nên lớp ngoài cùng có một electron. Oxy thuộc chu kỳ 2 cho nên có hai lớp electron và thuộc nhóm 6A cho nên lớp ngoài cùng có 6 electron. Trên cơ sở này thì chúng ta sẽ vẽ được các em. Nếu các em không quan sát điều này thì chúng ta vẽ không được. Bây giờ chúng ta đi vào. Đây là nguyên tử sodium được em. Điện tích hạt nhân là dương 11. Có 3 lớp. Dĩ nhiên là trong quá trình đọc bảng tuần hoàn thì các em thấy là số hiệu nguyên tử của natri là 11. Tức là ở trong hạt nhân có 11 proton các em. Cho nên chúng ta viết 11. Và ở ngoài cùng này thì lớp thứ nhất là có 2 electron các em này. Lớp thứ hai là có 8. 8 2 là 10, ngoài này 1 là 11 các em này. Chúng ta vẽ lại lần thứ hai cái nguyên tử natri. Nguyên tử oxy. Oxy số hiệu nguyên tử là 8. Các em xem lại bảng tuần hoàn. Oxy số nguyên tử là 8, cho nên là trong hạt nhân có 8 proton. Ở lớp thứ nhất là có 2 electron. Ở lớp thứ hai là có 6 electron. Như vậy là nó thiếu mất 2 electron mà các em. Trong quá trình liên kết thì các nguyên tử nó có xu thế cho và nhận để cho cái lớp electron ngoài cùng trong cái liên kết đó nó đủ 8 electron là một cái liên kết để cho cái phân tử đó được bền vững, thì mỗi nguyên tử phải đủ 8 electron ở lớp ngoài cùng. Đó là cái cấu hình electron bền vững mà khi các cái nguyên tử liên kết với nhau. Bây giờ natri thì nó nhường một electron cho cái nguyên tử oxy này, mà có hai nguyên tử natri thì nó đã nhường cho oxy hai cái electron, mà như hình công thì vẽ cho các em nó nhường như vậy được các em. Từ đây nó tạo thành một liên kết, đó là natri bây giờ chỉ còn hai lớp electron thôi. Lớp ngoài cùng là đủ 8 các em, là đúng bằng cái số electron bền của khí hiếm. Như vậy thì nguyên tử natri sau khi nó nhường một electron cho
nguyên tử oxy thì nó trở thành ion dương. Ion này là một cộng các em. Bởi vì sao các em? Bởi vì số proton ở trong hạt nhân lớn hơn số electron ở ngoài vỏ nguyên tử là một, là một. Cho nên nó mang cái điện tích là dương, dương một. Chúng ta chỉ ký hiệu dương thôi. Và tương tự như vậy, thầy phải cho ký hiệu ion sodium này lần thứ hai. Ở giữa này là cái vẽ ion oxygen. Như vậy thì chúng ta đã có được cái sơ đồ tạo thành liên kết. Khi đó thì các em thấy là các ion dương và âm thì nó sẽ hút nhau, nó tạo thành một cái phân tử natri oxide, mà người mình đọc tiếng Việt là natri oxide thì các em đọc natri oxide, tiếng Việt là natri oxide. Như vậy thì mỗi nguyên tử sodium này nhường một electron tạo thành ion sodium một cộng. Và nguyên tử oxygen này nhận hai electron tạo thành ion oxygen hai trừ. Và các ion trên trái dấu nên hút nhau tạo thành phân tử sodium oxide. Như vậy thì chúng ta đã hiểu cái cách hình thành như vậy. Bây giờ các em quan sát nó. Trong quá trình liên kết thì chúng vẫn, các electron ở lớp ngoài cùng vẫn cứ xoay đều đặn các em. Các em thấy cái liên kết ion để tạo thành bữa ăn là rất bền. Hàng triệu năm nay thì cái muối nó vẫn không thay đổi các em. Như vậy chúng ta quan sát một tí thôi. Bây giờ chúng ta sang cái mục bài thứ hai. Bài thứ hai là cho biết vị trí trung bảng tuần hoàn, số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử mỗi nguyên tố nitơ. Đây là nitơ các em này. Đây là carbon, đây là oxy. Chúng ta đọc tiếng Anh là nitrogen, carbon và oxygen. Và vẽ sơ đồ hình thành liên kết trong các phân tử ở hình này. Như vậy là chúng ta phải vẽ hai cái sơ đồ hình thành liên kết phân tử. Thì trước hết các em thấy là hai cái nguyên tử nitrogen này nó liên kết với nhau thì là liên kết này thuộc về liên kết gì các em? Liên kết cộng hóa trị, tức là góp chung các electron để cho cái mỗi nguyên tử có cái lớp ngoài cùng đủ 8 electron bền, gần với cái khí hiếm gần nhất. Và tương tự như vậy thì cái liên kết của carbon dioxide này chúng ta đọc là tiếng Việt đó, là chúng ta đọc là carbon dioxide, tức là khí carbonic các em. Khí carbonic mà khi chúng ta đốt thì nó ra khói, thì trong đó có carbon dioxide. Thì đây là một liên kết chia các em. Liên kết này là liên kết cộng hóa trị, tức là chúng góp chung các electron để cho lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử đủ 8 electron bền. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu quá sao như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái vị trí trong bảng tuần hoàn có ba cái nguyên tố nitơ, oxy và carbon. Bây giờ chúng ta lật bảng tuần hoàn chúng ta coi. Đầu tiên chúng ta thấy là các cái ô nguyên tố của carbon, nitơ và oxy, tức là carbon, nitrogen và oxygen đây các em. Carbon, nitrogen và oxygen các em này, nó thuộc về chu kỳ 2, cho nên nó có hai lớp electron ở vỏ nguyên tử. Carbon này thuộc nhóm 4A, cho nên ở lớp ngoài cùng có 4 electron. Nitrogen này thuộc nhóm 5A,
cho nên lớp ngoài cùng có 5 electron. Oxygen thuộc nhóm 6A cho nên lớp ngoài cùng có 6 electron. Như vậy chúng ta nhớ để chúng ta lập một cái bảng. Tiếp tục ấy, trở về bài học. Các nguyên tử có trong hình là nitrogen, carbon và oxygen. Thì vị trí trong bảng tuần hoàn, bây giờ chúng ta vẽ bảng tuần hoàn như sau. Chúng ta vẽ cái vị trí trong bảng tuần hoàn như sau. Đầu tiên chúng ta, trong thứ nhất thì chúng ta ghi nguyên tố đến vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn, tức là cho biết là chu kỳ và nhóm. Cuối cùng là chúng ta khẳng định lại số electron ở lớp ngoài cùng là có bao nhiêu, để làm gì các em? Để chúng ta thực hiện cái việc tính các electron góp chung để tạo thành các cái phân tử như ở đề bài cho. Đầu tiên là nguyên tố carbon. Thì vị trí như chúng ta đã biết rồi, nó thuộc chu kỳ 2 và nhóm 4A. Do đó số electron ở lớp ngoài cùng là 4. Đến nitrogen thì vị trí cũng thuộc chu kỳ 2, nhóm 5A. Do đó chúng có số electron ở lớp ngoài cùng là số 5. Sang oxygen thì thuộc chu kỳ 2 và nhóm 6A. Do đó số electron ở lớp ngoài cùng là 6. Như vậy là chúng ta làm được cái thứ nhất. Bây giờ chúng ta đi vẽ sơ đồ hình thành các cái liên kết này. Tiếp tục, bây giờ chúng ta đi vẽ sơ đồ. Đầu tiên là chúng ta vẽ sơ đồ để hình thành phân tử nitrogen. Thầy nói lại cái mẫu phân tử nitrogen này. Quá trình hình thành liên kết cộng hóa trị của phân tử nitrogen. Như vậy thì liên kết này là phải liên kết cộng hóa trị phải không? Thì góp chung các electron. Nguyên tử nitrogen này thuộc nhóm 5A nên có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Ở đây chúng ta vẽ liên kết cộng hóa trị thì chúng ta quan tâm đến số electron ở lớp ngoài cùng để chúng ta vẽ thôi, chứ khác với cái liên kết ion mà như bục vừa rồi chúng ta làm. Bởi vậy nên mỗi nguyên tử của nitrogen này sẽ góp chung, các em muốn biết góp chung bao nhiêu á, thì các em lấy 8. 8 là gì các em biết không? 8 là cái số electron ở lớp ngoài cùng bên, các em trừ cho 5 đã có sẵn của nó để được 3. Thì 3 này là 3 electron để lớp ngoài cùng, đủ 8 nữa các em, nó góp chung nữa các em. Góp chung 3. Thì cách tìm thì thầy hướng dẫn các em lấy 8 trừ cho 5 nó có sẵn ở lớp ngoài cùng thì ra bằng 3. Thì chúng phải góp chung 3. Đủ 8, tức là 8 electron là cấu hình electron bền vững. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi vẽ. Đây là thầy vẽ hai nguyên tử nitrogen này. Nó bắt đầu là liên kết với nhau bằng cách góp chung 3 này các em. Bây giờ chúng góp chung đây này. Đây là sơ đồ hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử nitrogen. Như vậy các em thấy rằng là ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử này đều đủ 8. Chung là 6 và thêm 2 nữa là 8. Cái nguyên tử bên phải này có 6 rồi thêm 2 nữa là 8. Như vậy là lớp ngoài cùng đủ 8 electron là cấu hình electron bền vững. Trong quá trình chúng liên kết với nhau thì các electron vẫn quay các em ạ, vẫn quay. Các electron góp chung này vẫn quay, nhưng mà để mô tả thì thầy quay đơn giản như vậy để các em biết rằng như vậy trong quá trình liên kết góp chung như vậy thì các electron của mỗi nguyên tử nitrogen này đều phải quay này xung quanh hạt nhân. Như vậy chúng ta xong câu A. Bây giờ chúng ta sang câu B.
Câu B là chúng ta sẽ đi về sơ đồ của carbon dioxide, tức là carbon dioxide. Chúng ta đọc tiếng Việt như vậy. Đây, mô hình của nó đây. Đây là mô hình phân tử của carbon dioxide. Chúng ta đọc theo tiếng Việt, còn tiếng Anh đọc là carbon dioxide. Carbon thuộc nhóm 4A, do đó có 4 electron ở lập ngoài cùng. Như vậy là chúng ta khẳng định cái số nhóm. Nguyên tử carbon sẽ góp chung bao nhiêu? Các em lấy 8, các em trừ cho 4 có sẵn được 4, tức là góp chung 4 electron để đạt cấu hình 8 electron bền vững. Oxygen thuộc nhóm 6A, do đó có 6 electron ở lập ngoài cùng. Vậy mỗi nguyên tử oxygen này sẽ góp chung là kém lấy 8 trừ cho 6 có sẵn được 2, tức là góp chung 2 electron để đạt cấu hình 8 electron bền vững. Các em phải hiểu như thế thì các em mới vẽ được. Các em phải biết đếm cái số nào là cái số electron góp chung bằng cách thầy thực hiện vật tính như trên để các em làm. Bởi vì khi các em làm một cái bài mới mà thầy cô ra thì các em lại là không biết là góp chung bao nhiêu, thì các em cứ lấy số 8, các em trừ cho cái số electron ở lớp ngoài cùng là thành số mấy, thì chúng sẽ góp chung bằng cái số electron mà của cái hiệu. Chẳng hạn như hiệu đây là 8 trừ 4 bằng 4, góp chung 4, mà 8 trừ 6 bằng 2 thì góp chung 2. Như vậy là rất dễ tính, đúng không nào? Đó là cái cách để chúng ta tìm cái số electron góp chung trong cái liên kết cộng hóa trị. Bây giờ chúng ta vẽ này, nguyên tử oxygen này, có hai nguyên tử oxygen và một nguyên tử carbon này. Bây giờ chúng sẽ liên kết với nhau. Đầu tiên các em thấy là chúng chuẩn bị liên kết này. Chúng liên kết lại với nhau nữa. Các em để ý này, oxygen thì góp 2 này. Carbon thì góp 2 cho cái nguyên tử thứ nhất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là oxygen ở nguyên tử thứ nhất là đủ 8 electron ở lớp ngoài cùng nhá. Đấy 1 này, 2 này, 3, 4, ngoài này 4 là 8, đúng không nào? Bên này là carbon nó sẽ góp chung 2 cho cái nguyên tử oxygen bên này nữa. Thì như vậy là cái nguyên tử carbon này này là cũng đủ 8 này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Đúng bằng cái số electron bên. Còn nguyên tử oxygen bên này cũng đủ 8 cái này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 này, 5, 6, 7, 8. Như vậy là nó hình thành, đây chính là phân tử carbon dioxide, carbon dioxide đấy các em. Đây là sơ đồ hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử carbon dioxide. Trong quá trình liên kết thì chúng vẫn cứ xoay, các electron vẫn cứ xoay trong quá trình nhân. Tuy nhiên là những cái electron mà góp chung mà xoay thì chúng ta cứ tạm thời hiểu là nó đang còn xoay đi. Chứ vẽ chỗ này nó hơi khó, cho nên thầy không vẽ. Như vậy là chúng ta đã hiểu cái sự hình thành của phân tử carbon dioxide. Đó là một cái liên kết cộng hóa trị. Sau này thì các em sẽ học ở lớp 10, các em sẽ hiểu là những cái liên kết cộng hóa trị này là liên kết cộng hóa trị có cực. Còn cái liên kết câu A là gọi là liên kết không có cực. Bây giờ tiếp tục sang bài số 3. Bài số 3 đây là mẫu potassium chloride. Chloride là các em, tức là đọc tiếng Việt là kali chlorua, tiếng Anh là potassium chloride. Chloride khác với chlorine nhé các em. Chlorine là cái nguyên tử chlo, chloride là chlorua. Hai cái từ nó khác nhau với chữ tiếng Anh một tí. Các em phân biệt thầy tí. Bài số 3 là nói như sau này. Potassium chloride là hợp chất có nhiều ứng dụng trong đời sống. Dạng chất rắn này các em.
trong nông nghiệp nó được dùng làm phân bón, trong công nghiệp potassium chloride được dùng làm nguyên liệu để sản xuất potassium hydroxide và kim loại potassium. Trong y học thì potassium chloride này dùng để bào chế thuốc điều trị bệnh thiếu kali trong máu. Potassium này, potassium chloride rất cần thiết cho cơ thể trong các chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa, tim thần, cơ và cả hệ thần kinh. Như vậy các em thấy cái chất này ứng dụng rất nhiều. Hợp chất potassium chloride có loại liên kết chì trong phân tử, vẽ sơ đồ hình thành liên kết có trong phân tử này. Thì như vậy đây là một vấn đề đặt ra cho chúng ta là đặt trả lời hai câu hỏi, là đó là liên kết này là liên kết chì. Thì các em mới thấy rằng là kali là thuộc kim loại, tức là potassium là kim loại, và clo thuộc nhóm phi kim. Thì như vậy là chắc chắn rằng đây cái mẫu muối, đây gọi là mẫu muối kali clorua đấy các em này, là thuộc về liên kết ion này, liên kết ion, bởi vì giữa kim loại và phi kim là nó tạo thành một cái liên kết ion, còn giữa phi kim và phi kim là liên kết cộng hóa trị. Hôm trước thầy đã nói kỹ chỗ này rồi phải không nào? Như vậy là chúng ta phải khẳng định lại cái muối potassium chloride này là được hình thành từ các phân tử, mà các phân tử đó được liên kết với nhau giữa các nguyên tử potassium và chlorine á, là liên kết ion. Để chúng ta hiểu được cái phân biệt được hai cái loại liên kết. Hợp chất potassium chloride thuộc liên kết ion trong phân tử. Không phải chlorine đâu các em nha. Phải chlorine mà chloride đó. Chloride là gọi là clorua, mà chlorine là clo, hai cái điều đó khác nhau. Potassium thuộc chu kỳ 4. Bây giờ là nên là có 4 lớp electron và thuộc nhóm 1A nên có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Thầy lật bảng tuần hoàn để các em xem. Đây. Potassium này. Các em thấy potassium thuộc cái dòng thứ tư, tức là thuộc chu kỳ 4. Cho nên ở cái lớp vỏ nguyên tử có 4 lớp electron. Nó thuộc nhóm 1A cho nên có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử. Như vậy chúng ta hiểu nè. Ý thứ nhất, chúng ta xem thử chlorine này nằm ở đâu. Đây, nằm ở đây các em này. Chlorine này nó nằm ở chu kỳ 3, tức là vỏ nguyên tử có 3 lớp electron. Nó thuộc nhóm 7A cho nên là số electron ở lớp ngoài cùng là có 7 electron. Các em quan sát tiếp là số nguyên tử của potassium là 19, tức là ở hạt nhân có 19 proton này. Còn chlorine này là số nguyên tử là 17. Như vậy trong hạt nhân là có 17 proton. Để chúng ta vẽ các em liên kết ion là chúng ta vẽ đầy đủ các lớp, và mỗi lớp chúng ta vẽ đầy đủ các electron. Như vậy là chúng ta nói qua potassium rồi nha. Bây giờ chúng ta nói qua là nguyên tử potassium này là kim loại mềm đấy các em, nhường một electron để tạo thành ion potassium một cộng. Như vậy là chúng ta nói xong cái potassium là kim loại mềm. Tiếp tục, chlorine thuộc chu kỳ 3 nên có 3 lớp electron, thuộc nhóm 7A nên có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử chlorine này
nhân một electron để tạo thành ion clori một trừ, tức ion âm. Và hai ion trên thì trái dấu nên hút nhau tạo thành phân tử potassium chloride. Như vậy thì chúng ta đã hiểu những cái dữ liệu để chúng ta bắt đầu vẽ cái sơ đồ liên kết ion. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ. Đây là nguyên tử potassium, đây là nguyên tử chlorine. Số hiệu nguyên tử là 19 và tương ứng vào là 17 của hai nguyên tử mà thầy vẽ trên màn hình. Nguyên tử potassium là có 4 lớp electron các em. Nó thuộc chu kỳ 4 này. Nó thuộc nhóm 1A cho nên ở lớp ngoài cùng có 1 electron thôi. Nguyên tử chlorine này thuộc chu kỳ 3 cho nên có 3 lớp. Nó thuộc nhóm 7A, tức là nhóm halogen. Cho nên ở ngoài cùng là có 7 electron, nó có thiếu 1 các em. Thì một đấy lòng cho đủ 8. Thế thì bây giờ nguyên tử potassium nó sẽ nhường một electron. Và cái nguyên tử chlorine này nó sẽ nhận thêm một electron. Như vậy là nó trở thành các ion dương và âm đều hút nhau. Em quan sát một tí. Nguyên tử potassium nó nhường một electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy bây giờ nó chỉ còn có 3 lớp thôi các em. Ion mà potassium chỉ còn có 3 lớp thôi. Nhưng mà ở lớp ngoài cùng là đủ 8. Đủ 8 các em. Khi nó nhường thì chỉ có 3 lớp. Vì lớp ngoài cùng nó đủ 8 electron là đúng bằng cái electron bên vũ khí hiếm các em. Bây giờ nó sẽ liên kết như sau. Khi nó nhường electron thì nó trở thành ion potassium ca cộng, tức là nó mang điện tích dương một cộng. Và tương tự như vậy thì cái nguyên tử chlorine này nó sẽ trở thành ion âm. Ion âm này gọi là ion chloride các em nhé, chứ không phải chlorine như bên này đâu. Hai cái chữ từ này các em thấy khác nhau này. Chữ N này, chữ D là khác nhau. Ion này người ta gọi là ion clorua. Còn bên này là nguyên tử clo. Đọc từ tiếng Việt là vậy đó. Các em quan sát. Khi chúng tạo thành liên kết ion của hai nguyên tử. Nhiều nguyên tử nó liên kết với nhau thì tạo thành phân tử, mà nhiều phân tử nó tập hợp lại với nhau thì tạo thành chất. Mà như vừa rồi chúng ta thấy muối, muối kali clorua đó, có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy thì bài học thầy dừng ở đây. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục học cái bài số 7 là hóa trị và công thức hóa học. Thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi bài dạy của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.